Bí đao tăng 120.000 đồng một quả. Mì tôm tăng từ 100 lên 220.000 một thùng. Gạo từ 170-180 tăng lên 300, hơn 300.000 một bao. Khi mà Việt Nam nổi tiếng có tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, đoàn kết và chia sẻ, thì đâu đó còn vẫn rất nhiều người, phần con nhiều hơn phần người, lợi dụng trong lúc dịch đồng bào bị hoạn nạn lũ lụt, hoành hành như thế để trục lợi cho cá nhân mình. Đối với những con người mà tăng giá trong lúc này, mình dám chắc rằng họ sẽ đổ thừa cho nguồn cung tăng từ gốc. Nhưng tăng từ đâu không biết, nhưng đối với những con người này là trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Nói thật với các bạn, giống y như thời Covid ý, mà một hộp khẩu trang tăng 300-400 ngàn. Đấy, lên 300-400 ngàn một hộp. Nói y như vậy ấy, nó chỉ khác ở sản phẩm thôi. Nhưng mà cái tấm lòng, lòng tham vô đáy của một con người ấy, mà họ tăng lên thì nó cũng như nhau thôi à. Mình không hiểu những con người này họ có trái tim không, họ có đạo đức không, và họ có một chút gì đó lòng trắc ẩn trong con người họ không. Họ thấy bao nhiêu chiến sĩ hy sinh, họ thấy bao nhiêu người bị vùi lấp đấy và bị chết oan trong khi mà lũ quét hoành hành như vậy. Đấy, mình không biết rằng họ có rơi một giọt nước mắt nào đau xót cho đồng bào gì Việt Nam mình không ấy mọi người, mà họ lại tăng giá vùn vụt trong lúc này. Đấy, đối với những người này ấy, nói thật với các bạn nhé, tăng rồi thì đừng có bán nữa. Nếu mình có chút đạo đức thì mình đừng bán nữa. Mình thông báo lên á, lên hệ thống mạng xã hội là tăng quá rồi mình không bán. Nếu từ thiện được thì từ thiện, còn giúp được thì giúp nhiều giúp ít, giúp bằng tiền, giúp bằng vật chất hiện vật, hoặc giúp bằng tình cảm, bằng sự đoàn kết yêu thương lúc này cũng được. Để cho ấy, chỉ cần thông báo gì giá cao quá, mình không thể bán cho người dân, để những người ví dụ như miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, họ sẵn sàng có những chuyến từ thiện không đồng mà. Những cái thứ lớn lao hơn nữa họ còn giúp được mà. Gì mà bó rau quả bí họ không giúp được, đúng không mọi người? Đấy, em thực sự thất vọng đối với những con người này nhé. Và cái vấn đề thứ hai em muốn chia sẻ với mọi người, em có thấy phản ánh rằng một số đoàn xe từ thiện không đồng về phía Bắc để hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt thì các trạm thu phí họ thu tiền. Thực sự lúc này ấy, mà chúng ta thu tiền đối với những chuyến xe không đồng này thì thực sự là không có tính nhân văn. Nói thẳng ra là không có tính nhân văn luôn mọi người. Nhưng mà xét về quy định ấy, thì họ thu, mình nói cũng không được. Cho nên là mình có một chút cái kinh nghiệm của bản thân mình chia sẻ với các bạn thế này nhé. Vì mình đã từng đi miền Trung năm 2020-21 gì đó, thời kỳ lũ lụt ấy. Đấy, đó, mình có đi thời điểm đó. Nên mình chia sẻ với mọi người bằng cái kinh nghiệm của bản thân mình. Trước khi đi, mình lập một tờ trình hoặc một cái đơn trình bày với chính quyền địa phương nơi mình ở ấy, là mình đi xe bao nhiêu tải trọng, chở bao nhiêu hàng, rồi là lái xe là ai và những người đi cùng là ai, hàng hóa gồm ABCXZ, nói chung là mình phân ra ít, sau đó là mình dùng 3 chấm có nghĩa như là vân vân ý. Đấy, không ai lên đó mà đưa từng bịch lên kiểm tra đâu các bạn ạ. Đấy, thì cũng không có địa phương nào họ làm khó mình đâu. Họ sẽ cho người xuống kiểm tra hàng đi như thế nào và mình thực hiện chuyến đi đó như thế nào, và họ xác nhận vào tờ giấy đó. Và đi đến các chốt ý, mình chỉnh cái tờ giấy đó ra, thì đối với nhiều chốt ý, họ sẽ không thu phí của mình. Và một số chốt thì họ làm theo quy định thì họ thu, thì chúng ta cũng không nói được. Chẳng qua là lúc này họ mà làm thế thì khắt khe quá, không có tính nhân văn. Cho nên là mình đã từng đi rồi, mình biết rồi, và mình đoàn chúng mình cũng được miễn tiền chốt trong cái thời điểm đó. Cho nên là mình chia sẻ với mọi người thử áp dụng xem như thế nào nhé. Và cuối cùng thì mình xin chúc cho mọi người luôn bình an và mạnh khỏe. Mình chúc cho miền Bắc sẽ sớm rút lũ và con người chúng ta, mọi người sẽ sớm cải thiện cuộc sống. Và em chúc cho miền Bắc chúng ta lũ sẽ không dâng cao nữa và sẽ không mưa nữa, và sẽ giảm thiệt hại tối thiểu về người mọi người ạ. Đấy, của thì ngập nhà rồi thì còn của gì nữa, đúng không? Cho nên là lúc này thì mong rằng mọi người bình an là điều mong muốn nhất. Em chào mọi người nhé.